Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Máy tính bảng iPad nó là số 1, đồng ý với mình không? Ok. Và hiện tại thì theo như các bạn cũng biết, iPad Pro M1 có cái điểm số AnTu nó lên tới hơn 1 triệu điểm. Đấy. Thế thì cho mình hỏi thật với các bạn, các bạn làm gì để có thể hết được cái hiệu năng của con iPad Pro M1 này? Với cá nhân mình nhé, mình thì vẫn đang sử dụng iPad Pro 12.9 inch 2018. Và các bạn cũng biết là nó 3 năm tuổi rồi. Nó chỉ chạy là chip Apple A12X mà thôi. Lên đến 2020 nó mới lên là A12Z. Thì con đấy nó mạnh, nó vẫn quá mạnh. RAM của nó chỉ là 4GB, nó vẫn quá mượt. Đa nhiệm các thứ vẫn nhiều ứng dụng một cách better là nhè. Thậm chí edit video một cách vẫn cứ là mượt mà cho dù 4K 60fps đóng ầm ầm. Thế thì làm gì với con này bây giờ? Đấy. Thực sự mà nói thì những cái video trước đây của mình khi nói về con iPad Pro M1 này này, thì mình luôn đánh giá nó là một con quái vật bị nhốt lại bên trong, gọi là bị phong ấn lại bởi cái nền tảng iPadOS. Bởi vì rõ ràng là bản thân mình cũng đang sử dụng một cái Mac Mini M1 đó, và mình nhận thấy là cái giá trị nó mang lại cho công việc của mình là nó cực kỳ nhiều. Trong khi đó iPad thì mình không làm được những cái thứ đó. Thế thì các bạn mua iPad để làm gì? Đây sẽ là những cái góc nhìn khác của mình về cái thiết bị này, để xem bạn có thực sự hợp hay là không, và liệu dùng nó thì các bạn sẽ nhận được những giá trị gì nhé. Let's go. Đầu tiên thì chúng ta phải làm rõ luôn, mức giá của con này không hề rẻ. So sánh với những mẫu tablet Android bây giờ thì không có một mẫu tablet nào nó có thể gọi là ngang giá được với cái tablet này. Chúng ta cứ nói đơn giản một điều, đấy là iPad Pro của Apple thì nó ao trình hoàn toàn so sánh với bất cứ một cái máy tính bảng nào hiện tại của những hãng sản xuất chạy Android. Mình lấy ví dụ như là Galaxy Tab của Samsung vẫn ao trình. Tại vì con đấy bây giờ chỉ khoảng mười mấy triệu thôi. Đóng full cả combo vào khi chắc chỉ bằng giá con này mua trần. Còn này mà đóng full combo vào nữa thì nó ngang giá một con MacBook. Ok. Rồi tiếp theo, đó là vấn đề độ mượt mà sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Thì cái này Apple cũng ao trình những cái tablet Android. Thực sự thì những cái con cấu hình cao bây giờ, ví dụ như kiểu Galaxy Tab ấy, chúng ta có những con như Tablet 7, nó chạy Snapdragon 865 thì nó vẫn ngon, vẫn mượt. Thế nhưng mà mình khẳng định luôn một điều là nó sẽ chỉ ngon mượt trong vòng 2-3 năm đầu tiên thôi. Sau đó là các bạn sẽ vẫn gặp những cái hiện tượng có thể nói là nó vẫn bị delay, nó vẫn sẽ hơi khó chịu trong quá trình các bạn sử dụng. Các bạn cứ nhìn sang những mẫu như là Galaxy Tab S4 hay Tab S5 trước đây thì các bạn sẽ hiểu vấn đề này mà mình muốn nói đến. Ok, thế nhưng mà con này thì khác. Mình có thể khẳng định con này thì khác một cách cực kỳ nhiều luôn. Con iPad của mình chỉ là chạy chip di động A12X. Mà bây giờ sau 3 năm nó vẫn mượt như thùa ban đầu. Mượt lắm luôn các bạn. Thì con này mình có thể khẳng định nhá, cái mốc cơ bản của điện thoại Apple là 5 năm thì con này sẽ ít nhất là 7 năm, thậm chí là 8 năm. Bởi vì bản thân mình cũng đã sử dụng một vài những cái thiết bị của Apple từ cách đây rất lâu rồi. Đây, nói đâu ra, con em vợ mình vẫn đang sử dụng con MacBook Air đời 2012 của mình. Để lại cho nó 2012 đấy các bạn. Chỉ hồi đấy chạy chip Core i5 2 nhân RAM có 4GB thôi, SSD 128GB. Đến bây giờ sử dụng những cái tác vụ bình thường cơ bản, vẫn học tập một cách mượt mà bình thường, sử dụng những cái tác vụ văn phòng vẫn cứ là ok. Thế các bạn cứ tưởng tượng con này nó sẽ như thế nào. Đây cũng chính là một trong những lý do mình nghĩ rằng Apple nhất quyết không trang bị cái màn hình OLED vào đây. Tại vì nếu như muốn kéo cái vòng đời sản phẩm thật là lâu, ví dụ như là tầm 5 năm, 7 năm, thì Apple sẽ bắt buộc phải sử dụng một cái loại màn hình nào đó để khiến cho nó thực sự là bền nhất có thể. Và OLED nó sẽ, mình nghĩ nó vẫn sẽ chỉ có vòng đời đâu đó tầm khoảng 4 đến 5 năm quay lại thôi. Chứ đến những năm như năm thứ 6, năm thứ 7, giống như bây giờ các bạn nhìn vào một vài những mẫu iPad đời đầu, iPad 2, iPad 3, iPad 4 vẫn đầy rẫy một vài những vùng quê vẫn còn đang sử dụng. Những người lớn tuổi ấy, họ chỉ cần một cái màn hình to để đọc báo, video call cho con cái thôi, thì dùng những con đấy cũng là được rồi. Thì đấy, thì rõ ràng là Apple vẫn sẽ phải tính toán những cái thứ đó rất là nhiều trên những cái dòng gọi là đầu bảng, những dòng xịn sò như thế này của họ. Ok, rồi, và cái giá trị của Apple M1 ở đây nó cũng đến từ thứ đó. Đấy là mang lại một hiệu năng thực sự là cực kỳ mạnh mẽ trong một khoảng thời gian cực kỳ dài về sau. Đấy, thế nên rõ ràng là nhu cầu ở thời điểm hiện tại các bạn cũng chỉ đơn giản đấy là lướt web, các bạn lướt Facebook, các bạn lướt YouTube, lướt TikTok, hay là gõ nội dung bình thường nhẹ nhàng đơn giản nên các bạn chơi game. Thế thì các bạn có thể sử dụng được cái tablet này trong một khoảng thời gian rất rất dài về sau mà mọi thứ nó mang lại vẫn cứ là ok như thuở ban đầu. Thì đấy mới là cái giá trị mình nghĩ rằng nó lớn nhất trên cái tablet này. Nhưng thực ra dòng Pro thì các bạn cũng biết là Apple tập trung rất nhiều vào những cái lĩnh vực liên quan đến sáng tạo nội dung của mấy anh em kiểu content creator các thứ. Ví dụ gì,
Ví dụ như mình có tham xem một cái kênh YouTube mà mình thấy cái bạn đó chia sẻ về cái việc sử dụng iPad làm công cụ làm việc rất là hiệu quả. Đó là bạn Hiếu on the go. Bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy sử dụng iPad cho mục đích để mà làm thiết kế, làm designer in-house. Thực sự là mình thấy đấy là một góc nhìn khá là hay. Mình thì không phải là designer nên mình không có những góc nhìn kiểu như thế. Và mình tin là nhiều anh em làm art ấy, làm đồ họa này, làm vẽ này, làm những thứ liên quan đến sáng tạo với nét bút này thì chắc chắn sẽ đặc biệt thích cái thiết bị này của Apple, bởi vì cái bút Apple Pencil á, nó mang lại cái trải nghiệm viết vẽ trên cái màn hình này nó rất là tuyệt vời. Đấy, nó còn chưa kể là độ ổn định này, sự đồng bộ trong hệ sinh thái của Apple. Các bạn cứ tưởng tượng vẽ tất cả những cái thứ ở trên này, sau đó bắn ra máy tính để mà edit hoàn thiện tiếp. Tức là chúng ta sẽ tạo được một cái workflow nó làm việc một cách xuyên suốt, phác thảo ý tưởng trên tablet, đẩy lên trên máy tính để mà hoàn thiện về sau, hoàn thiện những ý tưởng đó cho nó chỉn chu hơn, cho nó đẹp hơn. Đó, nó quá tuyệt vời luôn. Đương nhiên là các bạn cứ tưởng tượng là cái máy tính bảng này nó không bao giờ nó có thể thay thế được máy tính trong những cái nhu cầu công việc chuyên nghiệp. Bản thân mình cũng đã từng mua iPad Pro, mình nghĩ rằng edit video thì nó sẽ ngon. Mình đã mua hẳn cái app LumaVision giá của đấy là 700.000 lận. Một cái app không thôi mà gần 1 triệu, thêm cả toolkit các thứ mà cũng gần 1 triệu các bạn. Thì rõ ràng là nó cực kỳ đắt. Nhưng mình vẫn quyết định mua tại vì không correct được. Nhưng mua xong rồi mình nhận thấy một điều, đấy là dùng không nổi trên một cái tablet như thế này. Đó. Mà hiện tại thì bây giờ cũng có nhiều cái ứng dụng, ví dụ KineMaster các thứ để mà các bạn edit video trên máy tính bảng, thì nó cũng chỉ là những công cụ để mà phụ một phần, và những cái công cụ để giúp các bạn có thể làm gấp, làm nhanh trong những cái lúc mà gấp rút về khoảng thời gian thôi. Chứ còn để chỉn chu, để đẹp, để hoàn thiện tất cả những sản phẩm đó thì bắt buộc chúng ta sẽ phải cần những cỗ máy chạy những hệ điều hành chuyên dụng hơn, ví dụ như macOS, như Windows để nó ngon hơn. Thế thì lúc này rõ ràng cái này nó là một cái mảnh ghép, nó phác thảo ra ý tưởng, nó phác thảo ra những cái nét đơn sơ cơ bản trong cái suy nghĩ của bạn, sau đó các bạn hoàn thiện nó thì nó rất là đẹp. Và rõ ràng những cái ví dụ như là phác thảo ý kiến như thế, các bạn sẽ không thể nào có những trải nghiệm nhanh được trên máy tính. Các bạn cứ tưởng tượng nhé, mình mang cái này ra ngoài quán cà phê, mình đang đọc sách các thứ, mình đang lướt web, mình đang tìm kiếm một cái hứng thú gì mới, một cái ý tưởng gì đó mới. Tự nhiên đột ra một cái, đùng ra một cái, ra ngoài quán cà phê ngồi hay nghĩ ra mấy cái ý tưởng đó hay lắm. Các bạn nhận thấy một cái, ồ cái này rất là hay, các bạn lôi bút ra, note rất hay. Trong cái đó nếu như máy tính, các bạn phải mở máy tính lên, các bạn vào app, các bạn kết nối đến bàn vẽ Wacom, các bạn lấy rút lằng nhằng mất hết cả thời gian, sau đó quên cái ý tưởng luôn thì cái này nó tiện hơn nhiều. Đồng ý không? Hay các bạn cần một cái thiết bị để mà giải trí, con này quá ngon, các bạn xem phim vẫn ok, hệ thống loa quá đỉnh, độ mỏng cũng tốt, con này 11 inch thì nó nhẹ, không quá nặng. Các bạn mà lên phiên bản 12.9 inch có cái màn mini LED thì nó còn cực kỳ tuyệt vời nữa cơ. Thế thì các bạn nghĩ sao? Rõ ràng cái tablet này nó là dòng Pro, và đây là cái dòng mà Apple hướng đến những đối tượng sử dụng chuyên nghiệp. Và mình nghĩ rằng là Apple đang ngày càng hoàn thiện cái thiết bị này hơn. Họ nói rằng là đây là new generation of computer, hay là kiểu máy tính thế hệ mới. Thế nhưng mình nghĩ rằng đây không phải là máy tính, mà đây là công cụ phụ trợ cho máy tính. Và các bạn nghĩ sao về iPad Pro M1? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. À, một lần nữa thì nhiều anh em lại bảo ôi những cái thứ đó thì em dùng trên mấy con iPad đời cũ cũng được mà. Ừ, không, cái giá trị nó nằm ở chỗ con này sẽ còn cực kỳ bền bỉ trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới. Đấy là thứ quan trọng nhất. Và các bạn nghĩ sao về chiếc tablet này, về iPad Pro M1 11 inch 24 triệu, và iPad Pro M1 12.9 inch giá khoảng 30 triệu? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.